Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật, nghe Pháp, hành thiền sẽ gặp may mắn, phước báo hồi đáp. Bạn bắt đầu một ngày mới bằng buổi sáng sau khi tỉnh dậy hay buổi tối trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng thật tình rất nhiều người bắt đầu ngày mới bằng trước khi đi ngủ. Đó là những người luôn trăn trở về ngày mai, nghĩ về những khoản tiền góp, những hóa đơn thanh toán, nghĩ xem ngày mai thức dậy nên làm việc gì trước, nên làm việc gì sau. Họ ôm cả tương lai vào giấc ngủ và họ thường xuyên bị áp lực vô hình đè nặng, không có nổi một giấc ngủ ngon. Những người này không sống cho hiện tại. Cho dù bạn có ở tận cùng nỗi đau thì hôm nay vẫn là tốt nhất, không phải ngày mai. Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh trái ngang nào đó hoặc bất chợt chán nản cảm giác của hiện tại. Ví dụ đang trong thời gian giãn cách mà bạn thầm nghĩ ngày mai, tuần sau, tháng sau sẽ tốt hơn. Ngày mai sẽ tốt hơn là một câu nói hoàn toàn không tốt. Bạn hy vọng vào điều không thể chạm tới được vì nó ở tương lai. Bạn cho rằng ngày mai tốt hơn, tức bạn đã phủ nhận hôm nay không tốt. Chán ghét giây phút hiện tại, bạn muốn nó trôi thật nhanh. Người mê thấy bốn bề là tường, người ngộ tám phương đều thông suốt. Hôm nay là tốt nhất, không phải ngày mai. Người đang bên cạnh bạn là người quan trọng nhất, không phải người nào đó ở tương lai. Mãi lo lắng cho việc ở tương lai, bạn sẽ đánh mất những thứ ở hiện tại và cả những người bên cạnh. Giả dụ bạn nghĩ rằng làm việc thật nhiều tiền để lo cho con cái, lo cho cha mẹ, nhưng họ thường không đồng tình với bạn ở quan điểm này. Chẳng may cuộc đời vô thường, ta mất đi ai đó, bạn sẽ nhận thấy dành hết thời gian để làm việc kiếm thật nhiều tiền không còn ý nghĩa nữa. Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Khi xảy ra những sự việc trên, bạn là người quá lo lắng về tương lai, mưu cầu về tương lai quá tốt đẹp. Đó là do tâm của bạn bị động. Hãy dùng một phương pháp nào đó để luyện tập cho tâm trí bớt lo âu. Có thể học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền để khai ngộ. Khi bạn nhận thức được rằng hôm nay là tốt nhất, tinh thần bạn sẽ luôn phấn chấn và dễ gặp vận may. Thông cảm là gì? Cảm nhận người đó như thế nào, cho họ điều phù hợp, mọi việc sẽ hanh thông. Bất kỳ khi nào bạn tức giận, cáu gắt, mất bình tĩnh hoặc sợ hãi, hãy nhắm mắt, hít thở vài hơi thật sâu. Khí huyết điều hòa giúp bạn bình tĩnh trở lại. Ví dụ bạn có đứa con cứng đầu. Cứng đầu thì thích nghe lời ngon ngọt, chỉ cần dành tình yêu thương và lời nói ngon ngọt, cả nhà được vui. Không nói được lời ngon ngọt thì cũng không nên dùng lời cay đắng. Đá với đá chọi nhau, vỡ hết. Không ai chịu thông cảm, không ai chịu thông cảm cho nhau thì làm sao có hòa khí, làm sao sinh tài lộc. Người không có lòng thông cảm sẽ sống chung với lửa sân hận của chính mình, không thể chạm tới niết bàn. Người luôn có lòng thông cảm, dù họ ở đâu cũng được xem là phương Tây cực lạc và luôn gặp vận may. Người luôn bất bình với những sự vật xung quanh, dễ cáu gắt, tạo ra khí trường hắc ám ở những nơi họ làm việc hoặc sinh sống, không thể nào có vận tốt. Bất luận giàu có hay nghèo khổ, càng dễ bất bình với người khác thì không thể nào gặp vận may. Một bà mẹ có ba người con, mỗi người con đều có sở thích ăn uống khác nhau. Mỗi lần đi chợ nấu ăn, bà nấu cho rất nhiều món khác nhau để chiều lòng những người con này. Thay vì tỏ lòng thông cảm với mẹ, những người con vẫn không hài lòng về bữa ăn, hôm thì chê mặn, hôm thì chê chua, làm cho không khí buổi ăn không vui vẻ. Vào một ngày nọ, người anh cả có bệnh phải nằm trong phòng, nghe tiếng mọi người trong phòng ăn cười nói và dọn cơm, cảm giác buồn tủi trỗi dậy khi người mẹ mang thức ăn riêng vào tận phòng. Dù có cố gắng hết sức, anh ta cũng không thể nào cảm nhận được mùi vị của chén cháo thịt bằm mà mẹ nấu. Có ngày bệnh như thế, không thể nào cùng mọi người ngồi vào bàn ăn, không thể nào ngửi được mùi vị của chén cháo. Anh ta mới khai ngộ, bấy lâu nay mình quá khó chịu.
người không biết thông cảm không thể nào có được phước huệ. Luôn bất bình với những gì xung quanh, thậm chí dễ bình luận lời tiêu cực với những người mà mình lướt qua, bình luận lời tiêu cực với những người mình không quen biết, thế là vô tình gây thù chuốc oán. Khi ta bình luận một lời bất thiện, ta là người đầu tiên thấm nhiễm. Khi ta nói lời chân thiện, ta là người đầu tiên hưởng phước duyên này. Nếu mỗi một sự việc khó chịu là ta lấy một hòn đá ôm vào lòng, mỗi ngày, mỗi tháng ta gom cả tấn đá vào trong lòng, dĩ nhiên sẽ tổn hại đến bộ đồ lòng của chúng ta. Muốn an lạc phải biết buông xả, gom càng nhiều tiêu cực vào tâm trí thì ta càng chìm xuống đấy. Gỡ bỏ những khó chịu, ta sẽ bay lên, vì cái gì nhẹ thì bay lên, nặng thì chìm xuống. Do sinh thần bát tự hay do hoàn cảnh sống khiến bản thân bạn là một người dễ cáu gắt, hãy tu pháp nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn trước những việc mình cảm thấy khó chịu. Nếu ai cũng chấp nhận được trong khi chỉ mình bạn cảm thấy khó chịu thì phải xem lại mình. Hãy tu pháp vô úy, có lòng yêu thương chúng sanh, dùng lời nói thiện lành. Ban đầu có vẻ khó, nhưng việc gì chẳng có khởi đầu. Lắng nghe và thông cảm. Thông là hanh thông, cảm là hiểu được hoàn cảnh, hiểu được đối phương. Lắng nghe, trong đó chữ lắng là dừng lại yên tĩnh, để nghe mới thấu đáo. Lắng lại, nghe, cảm nhận những người xung quanh, mọi việc sẽ thông suốt. Người biết thông cảm là người có phước. Có phước là may mắn. Thật ra, thông cảm được cho người khác là cách bạn thông cảm cho chính mình. Ai cũng muốn mình được may mắn, muốn mình được hưởng phước. Khải Toàn trợ duyên những cách đơn giản, có những cách kiên trì, đa phần theo lời Phật dạy. Người phước ở đất phước. Người không phước có ở đất phước cũng không thể vượng. Trong đó, ngoài hình dạng mảnh đất ngôi nhà thì hàng xóm xung quanh ảnh hưởng lớn đến phong thủy nhà mỗi người. Thời điểm vừa dọn về khu phố mới vô cùng quan trọng. Nếu có cơ hội, gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà, hàng xóm là nhân duyên. Thiện duyên hay nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Hàng xóm ồn ào là kiểu hàng xóm khiến bạn khó chịu kinh điển. Họ hát hò, nhậu nhẹt, cãi nhau và cả đóng mở cửa vang cả khu phố. Hàng xóm nuôi động vật phóng quế không chịu dọn. Hàng xóm để rác lớn qua nhà bạn. Hàng xóm tranh giành phần sân với bạn. Và cả hàng xóm thường sân si với bạn. Vâng, đủ kiểu hàng xóm gây khó chịu. Rơi vào cảnh ngộ này, tức ngôi nhà của bạn giảm đi 3 đến 5 phần phong thủy tốt. Tất cả những người làm ta khó chịu do ta nợ họ, nếu bạn sân si lại với họ, chẳng khác nào oán chồng oán, nghiệp chồng nghiệp. Sự khó chịu với hàng xóm khiến tinh thần của bạn tù túng, mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình. Không khéo có thể xả cơn giận lên những người thân trong nhà của mình. Cả khu phố náo loạn, tranh giành từng ô gạch không phải là nơi có phong thủy tốt. Nhưng bạn chưa thể dọn đi nơi khác được. Điều duy nhất có thể làm là dùng tâm thiện để hóa giải. Hàng xóm khó chịu, bạn phải chịu khó. Họ khó ưa thì ta ráng ưa họ. Họ lớn một bước, ta lùi một bước. Vì lùi một bước, biển rộng trời cao. Họ là Bồ Tát thị hiện cho bạn tu pháp nhẫn nhịn. Mỗi lần gặp mặt nên gật đầu chào và cất tiếng cười. 10 phần oán giận ít nhất cũng giảm đôi 3 phần. Hàng xóm bất thiện, bạn chưa thể dời nhà đi nơi khác. Bạn không thể dùng pháp bất thiện để hóa giải. Tức là bạn ôm vào lòng mình những phiền não. Giả dụ nếu bạn dời nhà đi nơi khác, bạn cũng không thể chắc chắn rằng ở mảnh đất mới có xuất hiện những hàng xóm khó chịu nữa không. Nếu bạn dùng tâm Bồ Tát, dùng tâm thông cảm với những hàng xóm khó chịu là cách bạn tự buông bỏ những tiêu cực trong tâm trí của mình. Làm được như vậy, bạn mới có cơ hội chuyển hóa mảnh đất không tốt thành mảnh đất phước. Vì đất phước, người phước ở. Đất không phước nhưng người có tâm thiện vẫn có thể chuyển hóa đất phước sau một thời gian sinh sống. Ai cũng từng có lỗi lầm.
không cố ý là lỗi, biết sai mà phạm là tội. Một lỗi nhiều lần cũng là tội. Tuy nhiên, con người nên biết sám và biết ngượng mới có thể cải biến đời mình. Chỉ cần bạn chịu quỳ xuống sám hối. Có lỗi với cha mẹ, ông bà, cô chú, có lỗi với vợ chồng, con cái, anh chị em, có lỗi với chúng sanh, thậm chí tỏ ý thích thú trước sự sát sanh, cổ suý cho tội lỗi của người khác cũng có thể gây oán hận. Bất kỳ sinh vật nào đều có linh hồn. Khi ai đó phạm lỗi, họ thường không nhìn thấy lỗi và không nhận lỗi. Nếu có ai đó nói cho mình nghe lỗi lầm, người đó là ân nhân. Lại có người vu oan lỗi cho mình, bạn không nên vì thế mà trách hay giận họ. Bạn giận họ tức là bạn nhận lỗi. Bạn không có lỗi, cớ sao phải giận họ? Một anh gia chủ ngoài 55 tuổi, có lá số rất nóng tính. Anh chia sẻ, anh ta không ngừng than thân trách phận, vừa buồn vừa giận những người anh em ruột của mình. Anh tâm sự, tôi làm nghề thực phẩm ở Chợ Lớn, tôi có 3 người anh em. Trong 10 năm trở lại đây, cu mang hướng dẫn họ làm ăn, chia hàng hóa, chia mối lái để anh em cùng kiếm tiền. Sau nhiều năm, ai cũng kiếm được tiền, ai cũng có nhà cửa, công việc phát triển. Vào đầu năm nay, cả 3 người họ lừa tôi lấy đi hàng, lừa tôi ký giấy bán nhà. Vừa mất công ty, vừa mất nhà gần 10 tỷ đồng, hiện tại bây giờ tôi trắng tay, không biết phải làm sao. Vào 5 năm trước, họ đã lừa tôi một lần rồi. Tại sao họ lại làm với tôi như vậy? Với người bình thường, nghe qua câu chuyện này, cảm thấy đáng thương lẫn đáng trách. Một lần là lỗi, hai lần là tội. Lẫn bên trong câu chuyện, anh ta là người bỏ bê việc quản lý tiền. Khi phát hiện số tiền thất thoát quá nhiều, quy lỗi nặng nề lên những người anh em. Họ mất đi nguồn thu trước đây có được quá dễ và quay lại trả đũa. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do nghiệp, gặp nhau là duyên, thuận duyên hay nghịch duyên tùy vào sự giác ngộ. Người ta gặp là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời là chuyện đáng xảy ra. Nghĩ được như vậy, tâm ta sẽ nhẹ hơn trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Khải Toàn hồi đáp với anh, nếu ai đó lừa anh do anh mắc nợ họ, không chỉ trong kiếp này mà có thể cả tiền kiếp, việc đã xảy ra xem như anh đã trả hết nợ. Nếu anh nghĩ cách trả thù thì nghiệp chồng nghiệp. Khi anh nghĩ cách trả thù hay anh đòi lại số tiền, anh tước đi cơ hội để làm lại cuộc đời. Mỗi ngày ai cũng có 24 giờ, nếu anh dùng hết số giờ đó cho việc trả thù, cuộc đời sẽ chìm sâu. Anh sẽ kéo theo cả vợ con mình vào cuộc chiến oán giận của gia đình. Những việc xảy ra phần lớn do anh thiếu sót, do anh quá nóng tính. Từ bây giờ chỉ cần anh sám hối. Kiếp trước mắc nợ thiên hạ quá nhiều, kiếp này đương nhiên trả lại cho người bằng tiền bạc, tuổi thanh xuân và cả niềm khoái lạc. Nếu bạn đã từng lầm lỗi, ngay từ bây giờ chịu quỳ xuống sám hối. Ông trời không xuống tay với người biết sám hối, như cha mẹ có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của con cái. Ngày ngày ngồi tĩnh tọa, thành tâm sám hối, có thể đến Phật đường để quảng kết thiện duyên, gặp gỡ những bậc thiện tri thức. Quảng kết thiện duyên là con đường quan trọng để bồi dưỡng phước huệ. Sám hối có nhiều kinh sám hối, nhưng không nhất thiết phải về văn tự. Bạn thành tâm nhận lỗi và nguyện cầu mong tất cả chúng sanh, tất cả những sinh linh, cầu cho tất cả những người trước đây con đã vô tình hay cố ý gây oán giận. Con xin thành tâm sám hối, con xin chúng sanh buông bỏ nỗi oán giận cũ. Con xin những sinh linh được siêu thoát, con nguyện cho muôn loài được an lạc. Trước sám sau tu, ngày ngày nghe pháp hành thiền sẽ rửa sạch tội nghiệp trong quá khứ. Khi tội lỗi nợ nần được trả hết, đó là lúc chúng ta có thể bắt đầu tích tụ công đức, thay đổi tâm tính và vận mệnh của đời mình. Cuộc sống theo đó cũng được chuyển biến tích cực. Lễ bái sám hối là tiêu trừ nghiệp tội, mở lòng bố thí là bồi dưỡng phước duyên, tinh tấn tu tập là khai mở trí huệ.
Các bạn hãy nhớ hành thiền mỗi ngày 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Hãy nhớ theo dõi video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.